Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn về cái cách thức quản lý trong cái quán cà phê, nói rõ hơn về cái quy trình từ nhân viên phục vụ order món cho đến thu ngân, đến pha chế và cho đến vấn đề kiểm soát hàng tồn kho. Trong một cái quy trình chuẩn là chúng ta gồm các cái bước sau. Cái bước thứ nhất là người nhân viên sẽ order món. Sau khi order món xong, sẽ chuyển cái thông tin này đến cho thu ngân. Trong thực tế, nhiều quán cà phê họ sẽ order trên hai liên. Một liên thì sẽ gắn tại quầy thu ngân và một liên còn lại sẽ gắn tại nhà bếp. Cái việc này nó làm cho vấn đề là chậm về thời gian. Thì đối với phần mềm Dân Trí Shop thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái giải pháp, đó là khi order đến thu ngân thì thu ngân nhập vào máy tính và chỉ cần để một phát nó xuống nhà bếp hay là khu pha chế. Hơn nữa, nếu các bạn sử dụng cái giải pháp mà order trên smartphone bằng máy tính bảng thì cái việc này nó hoàn toàn nó tự động. Thì khi order chuyển đến thu ngân nhấn in chế biến xuống nhà bếp thì nhà bếp sẽ xuất món để đưa cho khách hàng. Thì khi xuất món xong thì sẽ tính tiền, và khi tính tiền thì đồng nghĩa với việc rằng hàng hóa đã được xuất ra khỏi kho. Đặc biệt trong lĩnh vực cà phê, quán ăn, nhà hàng thì đã có cái phần gọi là tính định lượng. Thì trong phần mềm Dân Trí Shop, cái bước tính định lượng rất là hay, rất là thú vị. Để cuối cùng các bạn sẽ kiểm soát được vấn đề kho hàng một cách chuẩn xác. Thì đây là cái quy trình tác nghiệp giữa nhân viên order, thu ngân, nhà bếp, nhân viên giao hàng và quản lý tồn kho. Kính chúc các bạn thực hiện cái quy trình này chặt chẽ, chuyên nghiệp và tránh thất thoát. Xin hẹn các bạn ở một video tiếp theo.